Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở chăm sóc y tế ở Gaza và Liban, đồng thời cảnh báo nguy cơ sụp đổ của hệ thống y tế nếu căng thẳng còn tiếp diễn. Theo WHO, 12 tháng xung đột tại Gaza đã khiến 90% dân số khu vực này phải di dời và sống trong các trại tị nạn vốn đã quá tải. Với người dân, khả năng tiếp cận y tế vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn khi hàng nghìn nhân viên y tế đã thiệt mạng. Nhắc đến hệ thống y tế của Liban, vốn đã kiệt quệ sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế. WHO khẳng định những cú sốc liên tiếp đang khiến hệ thống chăm sóc y tế của nước này đứng bên bờ vực sụp đổ. Các tổ chức xã hội cảnh báo, ngay cả khi các bệnh viện không trở thành mục tiêu tấn công, thì việc chiến sự tiếp diễn vẫn là áp lực đè nặng lên hệ thống y tế sở tại. Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông chưa hạ nhiệt, chính phủ nhiều nước trên thế giới đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao con thoi và các cuộc thảo luận để kêu gọi lệnh ngừng bắn ở dải Gaza và Liban. Theo Văn phòng Ngoại trưởng Anh, trong chuyến thăm tới hai nước đồng minh quan trọng trong khu vực là Bahrain và Jordani vào tuần này, Ngoại trưởng David Lammy sẽ kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực tại Trung Đông và bày tỏ những lo ngại của London về nguy cơ leo thang và tính toán sai lầm. Ngoại trưởng Lammy cho rằng, các quốc gia không được do dự vào giai đoạn quan trọng hiện nay nhằm đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza và Liban, tạo điều kiện cho hàng viện trợ vào Gaza cũng như việc trả tự do cho các con tin. Trước đó, trong ngày 8 tháng 10, Ngoại trưởng Ai Cập đã có cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Mỹ và Pháp để thảo luận về các nỗ lực giảm leo thang ở dải Gaza và Liban. Các bên nhất trí rằng, tình hình hiện nay đòi hỏi phải có những nỗ lực chung, kêu gọi các bên kiềm chế để tránh một cuộc xung đột toàn diện, ủng hộ việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, đảm bảo việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới được xác lập năm 1967. Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp tục leo thang. Trong khi Israel đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm vào các vị trí trọng yếu của Hezbollah, thì lực lượng này cũng bắn hàng loạt rocket vào các khu vực miền Bắc của Israel. Cũng trong ngày hôm qua, truyền thông nước Syria đưa tin một cuộc không kích của Israel nhằm vào khu dân cư ở ngoại ô phía tây thủ đô Damas đã khiến cho ít nhất 7 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Ngày 8 tháng 10, chính phủ Mexico đã công bố chiến lược an ninh mới nhằm đẩy mạnh công tác trấn áp tội phạm và bạo lực. Động thái diễn ra trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực băng đảng gia tăng và thời gian qua có nhiều chính trị gia đã bị sát hại. Phát biểu họp báo, tân Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch đã nêu ra nhiều nhiệm vụ mới, gồm kế hoạch thiết lập cơ quan chuyên trách về tình báo để tăng cường phối hợp với các bộ phận tương ứng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Hải quân. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng bao gồm việc tăng năng lực thực thi pháp luật của vệ binh quốc gia, năng lực trấn áp tội phạm của lực lượng cảnh sát và mở rộng phạm vi điều tra của cơ quan công tố. An ninh hiện là một trong những vấn đề gây nhức nhối nhất ở Mexico nhiều năm qua. Nước này ghi nhận hơn 180.000 vụ án mạng trong nhiệm kỳ 6 năm của cựu Tổng thống López Obrador, con số cao nhất trong lịch sử quốc gia này. Trong đợt tổng tuyển cử, cũng có hàng chục chính trị gia bị sát hại. Sáng nay, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Bình Nhưỡng đã tiến hành họp quốc hội để thảo luận các vấn đề liên quan đến sửa đổi hiến pháp. Theo KCNA, kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tối cao Quốc hội Triều Tiên khóa 14 lần thứ 11 diễn ra trong hai ngày 7 và 8 tháng 10 tại thủ đô Bình Nhưỡng đã nhất trí quyết định sửa đổi và bổ sung một số phần trong hiến pháp nước này. KCNA cho biết cũng tại cuộc họp, Quốc hội Triều Tiên thống nhất tái bổ nhiệm ông Noo Kyung-hon làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, thay thế người tiền nhiệm Kang Soon-nam. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un không tham gia kỳ họp lần này. Hồi tháng 1 vừa qua, tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã kêu gọi sửa đổi hiến pháp, trong đó đề cập tới mối quan hệ với Hàn Quốc, cũng như tính khả thi về việc thống nhất hai miền Nam Bắc. Các biện pháp kích thích thị trường được Trung Quốc đưa ra vào tháng trước đã mang lại hiệu quả tích cực và Trung Quốc hoàn toàn tự tin sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% trong năm nay. Nhận định trên đã được Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đưa ra ngày hôm qua. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, dù đang phải đối mặt với môi trường trong nước và quốc tế càng ngày càng phức tạp, nền kinh tế Trung Quốc nhìn chung ổn định, kỳ vọng của thị trường đã được cải thiện đáng kể. Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất phục hồi nhanh chóng, thị trường chứng khoán cũng phục hồi và tăng trưởng.
Trước tình hình hiện nay, Trung Quốc quyết định thực hiện các chính sách hiện có, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy ổn định thị trường bất động sản và thúc đẩy thị trường vốn, giải quyết rủi ro nợ, giảm tỷ lệ dự trữ tiền gửi, cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư kỳ vọng chính phủ sẽ tiếp tục công bố thêm các biện pháp hỗ trợ tài chính khác như phát hành trái phiếu trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ và triển khai các chính sách thúc đẩy tiêu dùng. Chiều ngày 8 tháng 10 theo giờ địa phương, siêu bão Milton đã tăng cấp trở lại lên cấp 5, mức cao nhất trong thang bão tại Mỹ, trong khi di chuyển vào khu vực duyên hải phía tây bang Florida. Các ngôi nhà ở bang Florida của Mỹ đã được đóng ván và bảo vệ bằng rào chắn. Người dân địa phương đã tìm nơi trú ẩn trước khi siêu bão Milton ập đến. Đến nay, đã có 5 triệu người tại bang Florida được sơ tán đến nơi an toàn. Hơn 20 hạt tại bang Florida đã ban bố các lệnh sơ tán bắt buộc và tự nguyện. Nhà Trắng thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định hoãn chuyến đi tới Đức và Angola để xử lý công tác chuẩn bị ứng phó bão Milton và các nỗ lực cứu trợ sau bão Helene. Trong ngày 8 tháng 10, Milton đã quét qua khu vực của bang Yucatan của Mexico, gây ra một số thiệt hại và khiến cho nhiều khu vực rơi vào cảnh mất điện. Tại Cuba, một số tuyến giao thông ở miền Nam cũng rơi vào cảnh ngập úng do ảnh hưởng của siêu bão. Do hải lưu ấm tại vịnh Mexico, Milton là cơn bão có mức gia tăng cường độ nhanh thứ ba trong lịch sử tại khu vực Đại Tây Dương khi chuyển từ bão nhiệt đới thành bão cấp 5 trong vòng chưa đầy 24 giờ. Hàn Quốc đã trải qua tháng 9 nóng nhất từ trước tới nay, với mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trong 52 năm và những đêm nhiệt đới kéo dài trong suốt kỳ nghỉ lễ Trung Thu vừa qua. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo của Cục Khí tượng Hàn Quốc công bố hôm qua. Nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc trong tháng 9 vừa qua là 24,7 độ C, cao hơn 4,2 độ C so với mức nhiệt trung bình thông thường và vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm ngoái. Đáng chú ý, 46 trên 66 trạm thời tiết đã ghi nhận mức nhiệt độ cao mới theo ngày trong tháng 9, trong đó có mức 37,4 độ C vào ngày 19 tháng 9. Sóng nhiệt và đêm nhiệt đới cũng đạt mức cao kỷ lục. Tháng 9 ghi nhận mức trung bình 6 ngày nắng nóng cực độ, vượt xa mức thông thường và mức được ghi nhận vào năm 2010. Trong khi đó, đêm nhiệt đới trong tháng 9 ở Hàn Quốc cũng đạt mức cao nhất từ trước tới nay, với mức trung bình 4,3 đêm, vượt qua kỷ lục trước đó là 0,9 đêm, được thiết lập vào năm 1992. Tính từ đầu năm đến tháng 9, Hàn Quốc có trung bình 24,5 đêm nhiệt đới, gần gấp 3 lần mức trung bình thông thường. Ngoài ra, tháng 9 cũng ghi nhận nhiệt độ bề mặt biển xung quanh Hàn Quốc cũng ở mức cao nhất trong thập kỷ qua, đạt mức 27,4 độ C. Tuần lễ Hội nghị cấp cao ASEAN đang diễn ra tại Viêng Chăn, Lào là hội nghị cấp cao quan trọng nhất trong năm của ASEAN năm 2024. Với chủ đề ASEAN thúc đẩy kết nối và tự cường, các chuỗi hoạt động trong hội nghị lần này là cơ hội để các nhà lãnh đạo ASEAN và đối tác thảo luận đưa ra quyết sách về những vấn đề chiến lược quan trọng đối với ASEAN và khu vực. Với hơn 20 hoạt động, hội nghị lần này sẽ tiếp tục là dịp để các nhà lãnh đạo đưa ra quyết sách nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của khu vực, chuyển tải nhiều thông điệp quan trọng về ASEAN và tương lai của ASEAN. Trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động khó lường, ASEAN tiếp tục là điển hình về thành công khi các quốc gia thành viên xây dựng được mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp. Nền tảng cho những thành công trong gần 6 thập kỷ qua chính là những cơ chế hợp tác nội khối của ASEAN được triển khai thông qua các hiệp ước, diễn đàn, hội nghị, dự án, chương trình phát triển, việc xây dựng khu vực tự do thương mại ASEAN và các hoạt động văn hóa thể thao khu vực. Bên cạnh đó, những nỗ lực chung của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề xuyên quốc gia như biến đổi khí hậu, quản lý thảm họa, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số là những minh chứng cam kết liên tục và có tính tiếp nối trong việc hài hòa lợi ích quốc gia và khu vực. Dự kiến tại các hội nghị cấp cao lần này, khoảng 80 văn kiện sẽ được thông qua và ghi nhận, tập trung vào nhiều ưu tiên và lĩnh vực hợp tác cả trong nội khối ASEAN lẫn với các đối tác quốc tế. Những văn kiện này sẽ góp phần giúp ASEAN tiếp tục duy trì đoàn kết, khẳng định vai trò trung tâm, nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức mới nổi, đồng thời củng cố lập trường nguyên tắc trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.